Em Tuấn Anh xin chào quý vị anh chị và các bạn đã trở lại với cái bản tin báo giá của kênh mua bán xe cũ. Thì hôm nay em xin được báo giá một cái chiếc SUV 5 chỗ đến từ Salon ô tô Hà Nội 1. Chiếc xe vừa mới được bên em lấy về. Thì sau khi mà đã dọn dẹp qua chút nội thất và là spa làm đẹp rồi thì em lên hình, lên sóng để quý vị anh chị và các bạn có thể tham khảo một cái mẫu xe như này, một cái mức giá rất là phù hợp. Đó, hợp ví mà chất lượng lại cực kỳ là tuyệt đối và tuyệt vời. Chiếc Suzuki Vitara được sản xuất vào năm 2016, nhập khẩu Hungary. Một cái mẫu SUV cỡ nhỏ, mới trang bị một ngoại thất màu trắng và nội thất ghế da màu đen xen kẽ với ghế da lộn. Ở cái chiếc xe này thì đã trang bị cái cửa sổ nóc toàn cảnh panorama rồi. Đó, như quý vị anh chị và các bạn có thể quan sát thấy một vòng form dáng của cái chiếc Suzuki Vitara này. Phải nói là một cái mẫu xe rất là thời trang, nhìn form dáng khá là bắt mắt và đẹp. Chiếc xe đứng tên tư nhân biển thành phố Hà Nội và đăng ký một chủ sử dụng từ đầu ạ. Đó, quý vị anh chị phải thấy nhé, một cái chiếc xe phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Mâm sử dụng mâm phay. Đó, anh chủ cũ là anh đã thay cái dàn lốp Bridgestone để chống ồn. Đó, cho nên là quý vị anh chị mà sở hữu chiếc xe này thì chúng ta sẽ không phải lăn tăn quá nhiều về vấn đề lốp láp nữa. Chúng ta vẫn còn đi một thời gian, một vài năm thì chúng ta mới phải thay. Đó, còn đây về phần nội thất bên trong, quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, cực kỳ là tuyệt vời. Đó, những cái nếp da này vẫn còn căng mọng. Đó, bề mặt này là bề mặt nhung nỉ, thế cho nên là khi vuốt này chúng ta sẽ nhìn thấy cảm giác nó có vết. Đó, phải nói là chiếc này là cực kỳ mới luôn. Chiếc xe mới lăn bánh được quãng đường hơn 5 vạn km thôi. Quan sát phía trên đây, quý vị anh chị có thể thấy phần la phong trần và cửa sổ trời này, toàn cảnh panorama cực kỳ thoáng và đẹp nhé. Đó, la phong trần rất mới. Ở hàng ghế thứ hai đây, quý vị anh chị có thể thấy nó gần như là mới tuyệt đối. Đấy, phải nói chiếc xe này là đi cực kỳ ít, giữ gìn. Đó, quý vị anh chị nào quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để trải nghiệm lái thử chiếc này nhé. Rất đẹp. Một cái chiếc xe 5 chỗ gầm cao này thì chúng ta có thể tham khảo thêm về cái phần khoang cốp để đồ. Rất là rộng rãi. Có cả mành tre phía trên. Tất cả những cái phụ kiện đi kèm, lốp dự phòng hay là kích lốp là đều đầy đủ hết. Còn nguyên bản theo xe. Đó, quý vị anh chị có thể thấy nhé, lốp dự phòng còn rất mới. Đó, nhìn từ bên lái sang thì chúng ta có thể quan sát thêm một cái góc cạnh khác. Đó, đây, về phía bên lái, hàng ghế sau đây. Đấy, quý vị anh chị có thể thấy này, cực kỳ là tuyệt vời với cái nội thất nó đẹp như thế này. Đó, cửa sổ nóc rất là trẻ trung. Bây giờ em sẽ vào cái phần khoang lái. Đây, trước khi vào khoang lái anh chị có thể là thấy cái phần má ghế của cái chiếc ghế lái này. Đó, nó gần như là không có một vết nhăn nào, rất mới và đẹp. Đó, quý vị anh chị có thể quan sát thấy luôn, đây là một cái chiếc xe trang bị cái bộ nội thất ghế da là nguyên bản từ đầu theo xe. Đấy, bây giờ em sẽ vào cái phần khoang lái để giới thiệu thêm một chút về chiếc xe này. Vô lăng này, tích hợp các cái phím bấm đa chức năng, bao gồm có cả set cruise control. Điểm đặc biệt nữa, nó sẽ có gẩy số thể thao đằng sau vô lăng. Đó. Đấy, xe trang bị luôn màn Android. Để em vận hành máy lên nhé. Điều hòa auto, gạt mưa auto, đèn pha auto ạ. Rất nhiều thứ là auto luôn ạ. Đấy, ngay cả cái gương chính đây cũng vậy. Chống chói auto. Như quý vị anh chị có thể nhìn thấy, số km đó là 5 vạn mốt, hơn 5 vạn mốt một chút. Trang bị luôn cam lùi siêu nét. Đó, quý vị anh chị có thể nhìn thấy nhá. Đó, quý vị anh chị có thể quan sát nhé, cam lùi siêu nét. Ở đây thì em đã để sẵn cái phần giấy tờ xe để có thể là chia sẻ thêm một chút về cái phần mà chúng ta xác định về cái xe một chủ, hai chủ. Thì trên các cái kênh diễn đàn hoặc là trên YouTube thì có rất nhiều các anh chị và các bạn đã chia sẻ về cái vấn đề này. Thế tuy nhiên thì
cái này thì nó chỉ mang tính tham khảo thôi, chứ nó không phải là chính xác tuyệt đối 100% quý vị anh chị và các bạn nhé. Thì em cũng xin phép được nói thêm một chút về cái chiếc xe này, và cái chủ đề là sẽ dựa qua đăng ký đăng kiểm để xác định là xe một chủ, hai chủ hay ba chủ đó. Thì ví dụ như đầu tiên là chúng ta quan sát ở cái phần giấy đăng kiểm đây, nếu cái sổ quản lý này đó, gốc là 29 này đó, bên cạnh là biển đăng ký là 30E. Thì nếu như thông thường thì trước đây có một số bạn chia sẻ thì chúng ta nhìn như này thì khẳng định 100% đây là chiếc xe gốc Hà Nội. Thế tuy nhiên thì nó chỉ mang tính tham khảo thôi, bởi vì có một số trường hợp là khách hàng hộ khẩu Hà Nội, đăng ký Hà Nội thế nhưng lại đăng kiểm ở một tỉnh khác. Thế cho nên là cái này nó sẽ, ví dụ như ở đây là biển 30E, thế nhưng mà sổ quản lý hoặc là đăng kiểm thì nó có thể là 90 hoặc là 99 chẳng hạn, ở Hà Nam hay Bắc Ninh. Đó thì chỉ mang tính tham khảo thôi. Thế ở đây thì quý vị anh chị có thể thấy chiếc xe được sản xuất là 2016 này. Nước sản xuất là Hungary. Đó, cái công thức bánh xe là 4x2 là xe một cầu. Cái dung tích của động cơ, đây thể tích làm việc của động cơ là 1586. Đó. Chúng ta hay quy đổi làm tròn đó là 1.6 số tự động. Máy xăng nhá, loại nhiên liệu đây. Đấy, còn tiếp đến là về cái phần em xin phép được che phần tên ở trên nhé. Tên cá nhân nhé. Đó. Như quý vị anh chị thấy, có thể là nhìn thấy ở dưới này, cái đăng ký lần đầu là 2017, ngày 26 tháng 4 2017. Thì cái ngày cấp cà vẹt này cũng rơi là ngày tháng 4 năm 2017 này. Ngày phía đằng trước đang chèn và cái con dấu của chữ ký nó hơi mờ. Đó. Thế thì nếu như mà nhìn vào cái đăng ký này thì chúng ta có thể xác định luôn đây là xe một chủ từ đầu. Đó. Bởi vì đăng ký ngày đầu tiên là lần đầu tiên là 2017, tháng 4 2017 và ngày cấp cũng là tháng 4 2017. Thế tuy nhiên thì có một số trường hợp là đăng ký lần đầu tháng 4 2017 nhưng mà ví dụ như lại là cái ngày cấp cái cà vẹt này nó rơi vào tầm tháng 5 2018. Vậy thì chứng tỏ đó là mọi người hay nói đó là một chiếc xe hai chủ, qua chủ thứ hai. Thế nhưng mà mình chỉ gọi là tham khảo thôi. Còn chính xác có thể là trong cái khoảng thời gian từ 2017 đến 2018 thì có thể là đăng ký đến 2-3 đời chủ. Đó, thế cho nên là chỉ mang tính tham khảo thôi chứ không chính xác tuyệt đối. Thế tuy nhiên trường hợp này thì là chính xác tuyệt đối là một chủ, quý vị anh chị và các bạn nhé. Đó, chưa kể trường hợp là ví dụ chủ cũ họ đi đăng ký năm 2017 nhưng vô tình là mất cà vẹt giấy đăng ký xe thì họ lại xin cấp lại vào năm 2018, 2019. Thế tuy nhiên thì đấy thì vẫn là một chủ từ đầu thôi. Đó. Còn muốn biết chính xác nhất thì chúng ta có thể check hồ sơ trên công an, nhưng mà tuy nhiên em thấy là cái việc này nó sẽ hơi là khó và phức tạp. Đó, thì tất cả những cái này chỉ mang tính tham khảo thôi, nhưng mà có cái trường hợp mà một chủ như này chúng ta khẳng định 100% là một chủ từ đầu ạ. Đó. Thế còn chia sẻ thêm về cái việc mà đối với những cái chiếc xe một chủ, hai chủ hay ba chủ thì theo như cái kinh nghiệm và cái cách xem xe của em thì với những chiếc xe hai chủ hay ba chủ mà xe chủ cũ đi giữ gìn, chăm sóc kỹ càng, bảo dưỡng thì có khi lại còn hơn rất là nhiều lần về cái chất lượng xe của một chủ mà chủ cũ đi lại không giữ gìn, không bảo quản, để ngoài bãi phơi nắng phơi mưa, thậm chí là nhiều lúc là quá 4.000, 5.000 km mà vẫn chưa thay dầu. Đó, hai lần là chưa kiểm tra lọc gió. Thì với những trường hợp như vậy thì thật ra là một chủ sẽ không bằng được hai ba chủ đâu quý vị anh chị và các bạn nhé. Đó thì đây chỉ là một cái khía cạnh là em nói trong video để tham khảo thôi, chứ còn không mang tính chính xác tuyệt đối. Đó, thì vừa rồi là em Tuấn Anh đã gửi tới một số cái thông tin hình ảnh chi tiết về chiếc xe Suzuki Vitara sản xuất 2016, biển thành phố Hà Nội, nhập khẩu Hungary, đăng ký lần đầu vào năm 2017. Đó, hiện tại chiếc xe đang được bày bán tại cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đó, quý vị anh chị nào quan tâm có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em xem xe, lái thử, trải nghiệm về chiếc xe này. Chiếc xe bên em đang được chào bán với mức giá rất là phù hợp, 515 triệu ạ. Giá này bên em vẫn còn thương lượng khi mà quý vị anh chị và các bạn thiện chí qua cửa hàng xem xe và chốt nhé. Đó. Em xin được quay lại tổng thể một vòng để quý vị anh chị có thể là tham khảo thêm về chiếc xe, ngắm nghía một lần nữa. Chiếc Suzuki Vitara 5 chỗ. Đó. Một chiếc SUV cỡ nhỏ. Phải nói là tuyệt vời. Còn về chất lượng xe thì bên em luôn theo đánh giá theo cái tiêu chí đầu vào, 12 tiêu chí đầu vào. Thế cho nên là cái tiêu chí đầu ra chắc chắn là sẽ đảm bảo rồi. Quý vị anh chị nào qua xem xe, lái thử, check hãng, check gara bất kỳ mà không đúng so với cam kết của bên em, với những cái tiêu chí là máy không đâm đụng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không gập nước, đó, máy móc không tháo rỡ, mà check ra là cái vấn đề nó không đúng như vậy, bên em xin hoàn lại 100% tiền và nhận lại xe. Sau đó sẽ gửi tặng thêm quý vị anh chị một số chi phí nhỏ nhỏ, 5 đến 10 triệu tùy theo cái vị trí địa lý mà anh chị di chuyển đến cửa hàng bên em xem xe, để hỗ trợ quý vị anh chị là cái chi phí đi lại xem xe. Đó, quý vị anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, và một lần nữa em Tuấn Anh xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi cái video báo giá của ô tô Hà Nội 1. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.